Còi xin mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Lin. Các bác ơi, chiều ngày hôm nay thì nhà bố mẹ em Còi sẽ bắt đầu thu lúa để mà chiều nay thì sẽ bắt đầu tuốt, nếu được là tuốt luôn, kịp thì tuốt. Thì hiện tại thì em Còi đang ở trên này và ghi hình lại những hình ảnh của các bác các anh chị là đang thu lúa. Xin phép các bác là ngày hôm nay thì em có tạm ngồi đây để mà ghi hình cho các bác một chút cho các bác xem, vì là hôm qua thì em có mệt quá, thế 10 giờ là đi ngủ rồi, cài báo thức là 11 giờ dậy để mà sửa video và cho lên kênh thì mệt quá, buồn ngủ quá, thế là em có cài báo thức 11 giờ đêm dậy mà không thể nào mà dậy nổi được, báo thức còn không nghe thấy, nên giờ là vừa ngồi đây ghi lại những hình ảnh này và vừa ngồi đây và sửa video, đăng video để tối nay là có thể kịp lên sóng, kịp giờ. Tại vì trên bản, trên chỗ chúng em thì không có wifi, 100% là video em có đều tải lên bằng 4G cho nên nó sẽ rất là yếu và rất là lâu, và đặc biệt là nó rất là tốn tiền, 4G rất là tốn tiền bạn, nên có tranh thủ, chứ không là nhiều lúc là mạng nó lag ý, xong mà tải cả chiều mà nó không lên được. Ở trên chúng em thì không có kéo được wifi bởi vì nó rất là xa. Thế này thì mọi người đang thu mảnh ở trước cửa nhà này, còn những mảnh ở dưới kia thì mọi người tí cũng sẽ đi thu. Bây giờ là chia làm hai đội, đây là các bác với các cô thì thu nốt chỗ này, thu và gánh. Giờ bố đã mang được bao thóc đầu tiên về nhà ở đây. Rồi, đi ăn cỏ thôi. Bên này. Đi sang bên này. Vừa mới nói. Nó sảnh sách bánh rán của bên Đạt cho bên Đạt. Đạt ơi, đi xuống ruộng nha con nha. Lên được không anh? Ai da nè, ui từ Đạt sợ. Đây bánh rán của con đây. Đi xuống kia ăn được không? Không có nước mày không ăn được đâu. Bây giờ thì em có anh sẽ xuống dưới kia xem là có phụ được bố mẹ tuốt lúa với lại trông mấy Đạt. Đây, và chị Sảnh thì sẽ ở đây để mà chăn dê. Chị Sảnh tí mà đuổi không kịp là chạy đứng hơi. Chạy đứng hơi thật đấy chứ, tính ngất luôn trên đồi ấy. Đấy, Đạt ngồi cái bao đấy nhá, sạch sẽ. Ngồi dưới ngá ngựa đằng sau đấy, quay này. Ngồi kiểu này mà. Đây. Đấy, bé, đấy, đấy, đấy. Mời quay hướng ông ra này, đây quay này, đây. Úi giời. Mùi chín, đấy. Tôi trò đến bác Thuận, ở trong ruộng. Nhá. Ok. Úi, đùa thôi không vào đâu. Thì kệ. Không vẫn đi đùa ông ai, bảo đạo nha. Dê xuống đến ruộng rồi. Phải không bỏ à? Chưa đẩy. Ăn tôi là
lúa sẽ tí trên kia, đi trên kia rồi sang bên này. Mấy hôm nay đang bận lắm. Con đi đâu đấy Đạt? Thì nó Đạt là dâm như nó mặn chứ, bằng người bây giờ nó sẽ tí ha. Bây giờ là sẽ chở thông theo cái đường này mòn đấy, bác sẵn bác đứng trên kia kìa. Phải không ta? Đúng rồi. Đấy. Đứng đây hú gọi nhau. Zoom to nó bị mờ. Đấy bác sảnh kia. Đâu? Bác sảnh ở xa lắm. Ủa, đã ăn kiểu gì đấy con? Hả? Ôi, một lần ba cái này, tí con no lắm luôn ý. Ăn từng cái một thôi. Ừ. Ừ? Nhặt túi lên, ăn từng cái một thôi con. Nhanh. Mẹ, con trâu ở đây. Đây. Mẹ hãy. Đây lấy hai, đây đây đây. Đây để mẹ giúp. Đây, ăn một lần một cái thôi. Ok. Đường đây gọi là đường mòn. Ù. Khó lên. Hả? Đường nó dốc quá. Hả nói nhà nè. Ồ, ba là gì? À, bà bảo con dê xuống dưới kia. Ờ. Để con đi đuổi ra. Con không đi đuổi được. Không Đạt đứng. Ôi cẩn thận đổ. Không hiểu mà mày thằng dê kia là. Đi đâu? Mẹ sắp vào đây con đâu rồi. Mẹ ơi. Ơi mẹ xin lỗi Đạt tránh xa ra con. Đạt tránh xa chứ. Đấy, bố mẹ em có thì là người sống về nghề nương rẫy. Đấy, quanh năm thì chỉ có quanh quẩn vật lộn với lại nương và ruộng nước. Đấy, ngoài ra thì bố mẹ em có là con nuôi thêm vài con gia súc để mà làm kinh tế. Thật sự thì vì chỉ có lao động thì mới có thể dành dụng tiền để mà chi tiêu cho những việc mà cần thiết trong cuộc sống. Nên để xây được một ngôi nhà ấy thì đó là cả một việc mất rất là nhiều thời gian, nên mồ hôi và nước mắt và lao động nhiều cuộc đời của bố mẹ rồi. Nói chung là lao động suốt một thời gian dài không ngừng nghỉ. Không đi. Và bố mẹ em có với lại chị Sảnh là mới có thể là tinh lũy được một số tiền để xây nhà mới. Chị Sảnh là cũng sau khi mà ra trường này cũng đi làm mà cũng được mấy năm và chị cũng đã phải cố gắng rất là nhiều đến mức mà ốm. Đến bây giờ là thật sự chị là ốm nặng quá, bây giờ chỉ có thể tĩnh dưỡng thôi. Nói chung ngày xưa sống ở nhà cũ thì rất là bất tiện cho cái việc là mình đi nương rẫy và giao thông đi lại cũng không tiện bằng ở dưới này. Ui, xoắn chân thật Đàn ơi. Sống kiểu xe thế, đi đâu ấy? Em xây nhà xong thì hết kinh phí và bây giờ thì bố mẹ em có lại tiếp tục là lao động. Đấy, và đợt này là hy vọng mùa lúa chín tốt thì có thể là có lúa bán. Bán để mà tiếp tục là dành tiền để tu bổ thêm vào cho ngôi nhà mới xây. Nói chung là để mà chuyển được xuống dưới này ấy, có ngôi nhà mới để dọn vào sống thì cả gia đình em có là ai cũng vui và rất là hạnh phúc. Ở trên này thì địa hình nó cao ấy, cho nên cũng rất là khó khăn trong cái việc di chuyển, vì đây địa hình gọi là cao vút, xong rồi đi xuống thung lũng.
Nói chung chỉ có thể là cố gắng thôi, không ngừng cố gắng thôi ạ. Đây Đạt, con ăn nốt thì ăn đi này. Mẹ cầm cho con, cùng một này. À mẹ cầm nhá. Tiến Đà. Con cho là Tiến Đà. Tôi đi rừng kia đây. Đi trên rừng kia. Đi rừng kìm peo à. Con tên là Tiến Đà. Xem có lên được không bố? Đây là lên được. Nhưng mà xe của bố lại yếu quá à? Xe bác Nhàn là do côn mà. Con đấy lên thoải mái mà do côn nó không... Côn nó cắt quá. Đà ơi! Đà nhìn cái chiều mà. Dạ. Ta cho con dê đi đi. Đây cho con này nó đi. Thấy lên chưa? Nó sẽ cắt trắng sẽ ủng đây. Dê xanh. Dê. Không cần que con ạ. À. Làm gì đấy? Hà Đạt. Này, không ăn cỏ được đâu con. Tí cắt vào mồm chảy nhá. Đẹp lắm. Thôi, con đi ở trường này nữa. Ok. Đi được. Thôi đi vào trường này nữa. À, đi được. Cứ đi đi con, không sợ. Cứ đi đi, bước tiếp đi. Mẹ ơi. Dạ. Lớp 3, ăn bánh mì cậu con. Mẹ ơi. Dạ. Bà, mắm mì của con. Đâu? Nóng à? Nóng. Con chịu khó một tí nhá. Hôm nay hơi nóng một tí, cố gắng chịu nhá. Ờ. À, để xem tay nào. Còn đau nữa không? Ừ. Đau à? Hả? Mẹ ơi, con thương mẹ, con yêu mẹ. Con thương mẹ, yêu mẹ á? Ông ơi! Ôi, từ từ từ, không chạy theo được, không chạy theo được. Nhớ nhá, xe đang đi như vậy là mình không được chạy theo đằng sau xe. Vì nhớ đâu là xe của ông là yếu không lên được, là xe nó lùi vào thì nó sẽ đụng chúng con, là con sẽ bị đau chân, đau tay đấy nhá, trẻ nhá. Hiểu chưa? Không có được đi theo sát xe bởi vì con còn bé. Con chưa thể nào mà đẩy ông xe được. Đằng kia bị chết là bị tông vào đầu à? Ờ đúng rồi, bị đụng vào đầu đấy. Kiểu bây giờ con còn bé thì con sẽ làm những việc bé. Còn người lớn thì sẽ làm những việc lớn. Đẩy xe, đùn xe giúp ông bà này là con chưa đùn được. Nhớ chưa? Sao? Lúc mình thấy hoa kia. Rồi sao nữa? Rồi. Lấy hoa làm gì? Lấy hoa cho mẹ tặng. Hả? Cho mẹ tặng. Cho mẹ Đạt á? Không phải. Hoa kia kìa kìa. Đâu? Ôi, hoa là bạch rồi. Cái này cá. Đâu? Đây. Đây à, ơi, đâu quay đây nào. À, cảm ơn nha. Có hoa cả, con đi đấy hoa năm mẹ mất rồi à? Ờ. Thật sự là ngày hôm nay em có rất là bất ngờ. Thật sự rất là bất ngờ và không nghĩ được rằng là bé Đạt sẽ tặng hoa cho em có ấy. Và đặc biệt là bé Đạt là đi hái những bông hoa mọc tự nhiên, những bông hoa của núi rừng Tây Bắc để tặng cho em có ấy. Thật sự em có ấy
Ôi. Làm gì đấy? Rồi mẹ cảm ơn con nhá. Hoa thơm quá nhỉ? Hoa ai tặng mẹ nhỉ? Ừ. Ừ là gì? Vui mà cảm ơn. Thế con không có chúc mẹ gì à? Chúc mẹ trên kia mẹ. Chúc mẹ vui vẻ. Mẹ ơi. Ôi, mẹ cảm ơn. Mẹ đeo hoa đi, mẹ đeo đi. À rồi, rồi rồi mẹ. Đây đây ngồi đây. Cho tặng mẹ ra. Ừ. Cho ở tay. Mẹ cảm ơn Đạt nhá. Ôi, mẹ không nghĩ là Đạt sẽ hái cho mẹ một bó hoa đẹp như này để tặng cho mẹ ấy. Nào, bày tỏ lòng cảm ơn nào. Nào, mẹ yêu con nào, mẹ cảm ơn nào. Bố mẹ em có ấy thì sẽ chia làm hai đội. Một đội là cuốt ở trên này và một đội thì cuốt ở dưới kia. Dưới kia mẹ với lại các cô chú là cuốt ở dưới kia và cái máy cuốt ở dưới đấy thì sẽ để ở dưới đấy. Còn máy cuốt ở trên này là máy cuốt mượn của nhà bác. Để kéo ra đây để mà cuốt như vậy thì nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ thì em có lại tiếp tục là đi gửi dê. Trời tối rồi. Bây giờ thời đại nó hiện đại và công nghệ nó phát triển ý. Cho nên là người nông dân như chúng em cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Bây giờ là đã có máy cuốt, máy phun lúa liên hoàn như này thì mỗi lần thu lúa thì cũng sẽ rất là nhanh. Nhưng nếu như mà cứ cuốt thủ công như ngày xưa thì thật sự là làm rất là lâu và rất là tốn công sức. Sau khi mà tiết lúa xong thì hiện tại đã ăn cơm xong. Bây giờ thì mẹ với lại em còi sẽ xếp lá chuối. Các bác ơi, sau khi mà lấy lá chuối về xong thì sẽ xếp ra như này. Đấy, cho này cái cao vui đã. Không, cái này nó vỡ trước rồi. Mấy con năm mới hết rồi. Đây, cái này bỏ ra nhá. Không cần phải xé cả. Đấy, đây, mẹ cho con miệng một tí nào. Không ngon mà. Đây, như này các bác ạ. Đây, cho vào cái sọt đây là cái sọt để người ta đựng rau ở chợ ấy. Đựng đồ gì hay có kiếm được cái này sau đó thì cho nó dạng như là khuôn nhé. Đây là sáng sớm thì sẽ là đi lấy và buổi tối thì sẽ tranh thủ làm. Lâu lâu vào buổi tối mình bỏ không? Bảo lâu lâu thì buổi tối đi lấy. Sau khi mà lấy lá về chúng ta sẽ phải xếp. Xếp sau đó thì số lượng thì nhiều một chút thì sẽ đi bán ạ. Phải hai phút khoai thì tăng sản phẩm. Thôi, sáng ngồi đi lấy sớm chẳng buồn ngủ mà.
Này, ăn gì à? Ăn thế nào? Đây là mỗi bó thì sẽ là như này. Thơm. Thơm mùi lá chuối. Chỗ này là cái chỗ gọi là rất rất là lộn xộn các bác. Vì là kiểu lá này thì không thể nào mà tránh khỏi được. Không thể phải. Này gọi là bãi lá chiến trường. Bãi chiến trường à? Vâng, đây là một bãi chiến trường. Nè. Hả? Này là phải có một cái này dạng như kiểu cái khuôn thì mình mới xếp lá nó mới đẹp được. Chứ không có mình. Không có gì qua quá đẹp. Nhưng có cái nó bé quá đây này, cái này họ không gói được. Mà cái đấy không lấy đâu. Cái đấy lúc lấy cũng to nhưng mà vẻ nó kiểu nó hú ấy. Nát, nó nát ấy. Nát không lấy. Đây này, thấy đây, đây có một sấp lên đây này. Ui, không được hả? Ôi mẹ ơi. Bướm đêm nhiều thế nhỉ? Gọi là bướm đêm à? Mấy cái con gì ấy. Cái con mà giống con bướm ấy. Này có cái to này. Này là nhẹ lắm, là khô ấy. Đây hôm nào đi nghiền bột xong là làm bánh gai ăn đi nhỉ. Quả rất sâu lắm mà. Kem thì làm khô. Nhà có sẵn lá mà. Gạo nếp thì có rồi thì đi nghiền thôi. Để cho tay ở. À phải xếp nó bằng hết nhỉ mẹ. Để tranh thủ kiếm kẹo cho bé Đạt đi chợ. Cảm người đi chợ lâu lắm rồi đấy. Nó cũng đòi đấy. Cái này ăn. Ồ, cái này là nó dính ẩm nên là cũng không được. Bỏ ra. Phải là khô. Này cái này cũng bị ẩm này. Coi là có mốc là không được. Ui. Lúc cao mà tên này để mai phơi. Để riêng đấy. Vâng. Phơi khô mới lấy chứ. Đấy. Ồ. Đây mà nhí nhí. Đây cái to đẹp mà. Cái này chắc là to luôn. Cái này to luôn. Cái này phơi sấp này chắc mai phải phơi lại luôn. Này là tiền cả đấy nhỉ. Đâu ạ. Tóm lại cũng có được bao nhiêu đâu. Lúc đi tìm. Cái này tính ngày công rất là nhiều. Được bao nhiêu? Một ngày công sợ không được 100.000 lá. Không được 100.000 ạ. Vì lá chuối này nó khô ấy, cho nên nó rất là nhẹ. Và nó cũng rẻ 2.500 một cân rồi mẹ. Đâu? À, mười mấy nghìn đến 20.000. À, mười mấy 20.000 thì chỗ này được một cân đâu mẹ. Cái nguyên cái sọt như này ấy. Chắc chưa. Cái cọc kia thì được không mẹ? Chắc được. Đâu để con cân rồi thế nào? Con cái chắc giao nó từ chỉ chăm phía tầng xe rồi cá mẹ cân con là thế nào. Wow, năm bậc của hàng này cho bao nhiêu cân ạ? À? Ờ, 2 cân. Con cũng vừa 2 cân tự chàn. Quế bộ tê ra còn 2 cân 1 lạng như đấy. 2 cân và 2 cân. 2 cân 1. Ồ, mẹ là đi lấy là cũng phải. Nếu đi sớm thì sáng về con cũng phải buổi buổi sáng ấy, vì trông này nhiều lắm. U nhẹ tênh luôn. Tranh thủ là lăng nhập chặt vị. Nhặt được đường nào hay được đấy. Em cũng vui. Ngồi nhàn nhàn này xong rồi ngồi nhặt ngủ đây không nhà chơi. Ngủ lắm. Đi ngủ thì đi ngủ.
Mẹ không làm xong hết đống này thì không thể ngủ ngon được ý. Sợ mai mưa thì nước mưa nó hắt vào sẽ lại hỏng hết lá. Cô bó cũng không được 2 cân. Mà tao bó nhỏ thì bó không đưa tay hả? Mẹ, nhưng mà ai bảo mẹ là sẽ phải cho vào cái này thì nó mới thành kiểu nó mới cho vào cái này nó sớm lắm, nó khô đây không xếp được. Nhưng ai bảo mẹ phải cho vào cái khuôn này à? Nhiều người làm mà học cách khó chứ. Phải phùng mạng, phùng mạng. Ồ đấy, đây là cái sọt mà người ta đựng hoa quả. Bữa ăn gì cái điểm à, cái tốn cái gì hay mà tăng đi em thiếu nhé, mệt hư cái này trơn lắm, nó khô ấy. Rồi đây phải ti vào đây. Tối nay mà ngủ sớm thì mong là mai đừng mưa. À, đêm nay với mai đừng yên mưa hay không. Nhưng mà không mưa cũng phải làm, không làm cũng không xong. Tranh thủ ấy, kém kiểu cho bé đàn. Đạn không nắng, đạn không đòi đi chợ, đạn còn bảo là dép của đạn. Ờ đúng rồi, dép rồi cái kìa, nó sắp không thành đi rồi. Nó bảo là bà mai dép của con đứt rồi. Mai mẹ đi mua, mai mẹ coi đi mua cho bé đạt. Còn cắp nữa. Nó tăng tựa xếp đi lệnh nè. Ây á. Xếp đi lệnh đúng đằng nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vẫn như nhau. À, xem lại chút chuẩn để nhủ. Điều tay xếp chút chuẩn. 2 cân rồi mẹ ạ. Cái mỗi bó được 2 cân, được mấy cân rồi? Đó, là nãy giờ được 6 cân rồi. Được 6 cân. Có 3 bó. 6 cân. Gọi là 20.000 một cân à? Thế gần đây nhất mẹ bán là được bao nhiêu nào? 20.000. 20.000.